Thêm một món chay ngon nữa mà nhất định mấy bà phải thử cho mùa Vu Lan sắp tới nè. Món này đảm bảo thơm, giòn và chắc chắn là mấy bà cũng sẽ ăn được thêm rất là nhiều rau luôn. Nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm và đảm bảo là đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa chay của mình luôn á. Không để cho mấy bà phải đợi lâu nữa, cùng vào bếp với tôi nha. Và đây vẫn là cái nguyên liệu quen thuộc là tảo sắn chile của nhà Glide Food nha. Sẵn tiện tôi cũng sẽ chia sẻ cho mấy bà thêm một cách sơ chế nữa nè. Là cho chanh và muối vào và ngâm cùng với tảo khoảng tầm là 5 phút là đảm bảo là cái cọng tảo của mình nó sẽ không có bị nhớt và cũng không có bị tanh một chút xíu nào luôn. Phải nói là từ khi mà biết tới cái tảo sắn chile này là tôi hơi bị mê nó luôn á. Lúc nào mà làm món chay á tôi cũng kết hợp nó vào trong những cái món chay của mình hết á. Tôi thấy sơ chế nó cũng rất là nhanh gọn và mình chế biến nó cũng rất là dễ dàng đó nên tôi hay dùng nó lắm. Mà nói nãy giờ thì tôi cũng đã sơ chế các nguyên liệu xong rồi nè. Bây giờ thì mình cho hết tất cả nguyên liệu vào thau và cho thêm một gói bột chiên giòn và một chén nước lọc nữa. Và nêm thêm gia vị theo khẩu vị cá nhân. Còn về phần nước chấm thì vẫn là công thức quen thuộc thôi, 2 đường, 1 mắm và 1 nước thêm xíu chanh. Tôi thấy á, vậy cũng đã ngon rồi nhưng mà theo khẩu vị thì mình có thể gia giảm nha. Khi mà dầu nóng thì mình cho hỗn hợp này vào chiên thôi. Nhưng mà tôi thấy với cái tảo chile này á mình cũng chế biến được đa dạng món ghê luôn ha mấy bà ha. Nào là xào nè, kho nè, nấu canh nè, rồi giờ còn chiên nữa chứ. Đã vậy á ăn còn rất là tốt cho sức khỏe của mình nữa. Mình ăn chay á không bị thiếu chất cũng không bị mệt mỏi nữa. Mấy bà có thể tìm hiểu và tham khảo qua cái loại tảo sắn chile này á để cho cái món chay của mình thêm phong phú hơn nha.